Sau đây là nhạc phẩm Sunday Buồn, một lần nữa cũng của nhạc sĩ Quốc Tuấn trong ban nhạc The Magic. Và nhạc phẩm này được dàn dựng là hai thiếu nữ là nắm đầu hai cái băng đảng, nhưng mà thật sự ra hai băng đảng này đều là hai băng đảng hiền chứ không phải là băng đảng dữ. Và cái đặc biệt là cả hai cô cùng đang thất tình cả. Một lần nữa xin mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của Như Loan và Bảo Hân.